Hơn 11 năm về trước, tại thôn Thắng Anh, ngoại ô phía đông thành phố Vũ Hán, đã xảy ra một vụ án bắt cóc và cưỡng hiếp vô cùng táo tợn. Thủ phạm thực hiện vụ án trên có tên là Tăng Cường Bảo, làm việc tại một nhà máy địa phương, thu nhập hàng tháng 3.000 nhân dân tệ, đã ly hôn và có một con gái. Năm 2007, Bảo mua một căn hộ cho vợ con, thường ở lại đó nên việc hắn mua đồ dùng cho phụ nữ không bị ai nghi ngờ. Năm 2009, Châu Tiểu Hồng, 19 tuổi, trở về quê ở thôn Thắng Anh sau khi tốt nghiệp cấp 3, cách nhà Bảo khoảng 200m. Do có mâu thuẫn với mẹ kế về việc thi lại đại học, Hồng đã bỏ nhà đi. Khi sắp đến cổng làng, Hồng nhìn thấy Tăng Cường Bảo, 39 tuổi, người cùng làng, thi thoảng chào hỏi, gọi là chú. Do đang bực bội, Hồng chỉ đi lướt qua, không chào. Đột nhiên, cô bị Bảo dùng dây thừng trói cổ từ phía sau khiến khó thở, không thể dùng sức hay phát ra tiếng động. Bảo kéo Hồng đến nơi tối tăm, đánh ngất rồi cưỡng bức. Sau đó, hắn khiêng cô về nhà, nhốt vào hầm và xích chân. Căn hầm được Bảo xây từ một năm trước, khá rộng rãi vì được làm thông với bể chứa phân lợn vốn có, tạo thành căn hầm kép. Khi dân làng tò mò hỏi han, hắn giải thích hầm dùng để chứa nước trong trường hợp khẩn cấp. Cùng bị nhốt trong hầm với Hồng còn có một cô gái khác tên Tiểu Lệ. Cả hai cô gái đều nhiều lần bỏ trốn nhưng bất thành. Mãi đến tháng 4 năm 2010, Lệ đã cố ý làm hỏng chiếc TV dưới hầm, sau đó bí mật lấy giấy nhét vào nắp đưng của TV rồi báo cho Bảo mang đi sửa. Đến một tháng sau, lúc một người thợ sửa TV họ Đỗ mở nắp lưng TV ra, bất ngờ phát hiện tờ giấy có dòng chữ cứu mạng. Mặt sau vẽ sơ đồ vị trí kèm tên và số điện thoại của bố nạn nhân, ông đã nhận thấy chuyện bất thường và lập tức báo cảnh sát. Lần theo vị trí trên bản đồ, cảnh sát bất ngờ phát hiện đây là nhà của nghi phạm Bảo. Nhanh chóng tìm thấy hai cô gái trong căn hầm, chỉ còn thở thoi thóp, cả hai được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tình trạng của Lệ tệ hơn Hồng rất nhiều, trên người có nhiều vết bầm tím. Nếu không được phát hiện kịp thời, cả hai đã bỏ mạng ở đây. Tính đến ngày được giải cứu, Hồng đã bị giam 317 ngày, còn Lệ là 590 ngày. Vụ bắt cóc trên đã gây rúng động xã hội Trung Quốc bấy giờ. Tháng 1 năm 2011, Bảo bị kết án tử hình với nhiều tội danh như giam giữ trái pháp luật, cướp tài sản và hiếp dâm.